chớp ngâm tù. Kịch bản dẫn chủ đại chiến quanh vịt bầu Thùy Trang Nguyễn. Từ lâu, Thùy Trang Nguyễn đã gây nhiều tai tiếng với các tin giật gân khủng kiểu như Trung Quốc sắp đánh Việt Nam chuẩn bị ứng phó giao tranh sắp nổ ra, nội bộ Cộng sản đang nội chiến phe nọ phe kia. Gần đây nhất là tin vịt Phùng Quang Thanh bị ám sát đã chết và Phùng Quang Thanh về Việt Nam là người đóng thế bằng mặt nạ silicone đã gây bão lớn trong hệ thống Facebook ảo, tạo cơn sốt sang tin và kích thích dư luận chạy theo tin vịt này. Nay, tướng Phùng Quang Thanh khỏe mạnh trở về sau điều trị bệnh, trở lại làm việc bình thường thì cuộc đại chiến khác nổi lên. Đó là cuộc chiến ủng hộ hay tẩy chay trại vịt Thùy Trang Nguyễn. Nổi nhất là cuộc chiến tay bo giữa Nguyễn Lân Thắng với trại vịt Thùy Trang Nguyễn này. Sau khi tận mắt thấy truyền hình đưa hình ảnh lời nói ông Bộ trưởng khỏe mạnh trở về, Nguyễn Lân Thắng đưa ra kết luận, rút cuộc cái nick Thùy Trang Nguyễn là ảo, nói gì có ai chịu trách nhiệm đâu. Chỉ có sự ngu dốt của đám đông lên đồng là có thật. Mình không tiếc công hứng đá mấy ngày hôm nay, ngu thì vẫn làm nô lệ từ chủ này sang chủ khác thôi, cứ gì phải là nô lệ cho Cộng sản. Nhật ký yêu nước Mỹ xem ra tức tối hơn cả, có vẻ như trại vịt Thùy Trang Nguyễn giành hết like fan cuồng tin vịt của Facebook cũng như các đẳng cấp cao hơn hẳn nhật ký yêu nước trong việc phao tin, dựng chuyện nên cũng giành hẳn một entry vạch mặt nick Facebook Thùy Trang Nguyễn với giọng điệu chuyên nghiệp không kém. Thùy Trang Nguyễn là ai? Nhà báo ư? Bác sĩ phẫu thuật ư? Chả ai biết ai thực sự là người đứng sau nick Facebook có hình avatar một cô gái khá xinh này. Tài khoản Facebook này thường xuyên chia sẻ các loại tin giật gân kiểu như Trung Quốc sắp đánh Việt Nam ồ ạt chuyển khí tài quân sự, chuẩn bị ứng phó giao tranh sắp nổ ra, Phùng Quang Thanh bị ám sát bằng súng hãm thanh, đã chết và Phùng Quang Thanh về Việt Nam là người đóng thế bằng mặt nạ silicone. Bao nhiêu thứ thiếu kiểm chứng mà không hề được trích dẫn bởi nguồn tin tức khả tín nào vẫn được cả ngàn like và trăm lượt share. Hậu quả là gì? Trang này đang đánh phá vào truyền thông phi nhà nước chứ không phải là chế độ Cộng sản như nó vẫn tuyên bố. Vì ai còn tin những gì mà truyền thông phi nhà nước đưa tin sau khi bị hố với quá nhiều thể loại tin siêu thực như vậy nữa? Thủ đoạn này hẳn là được đào tạo bài bản và công phu bởi ai đó, thì tự các bạn suy ra ai được lợi khi truyền thông phi nhà nước không còn được tin cậy nữa. Bài viết này chỉ muốn khuyên một điều, hãy đặt nghi vấn với bất cứ tin tức nào mà bạn tiếp nhận, cho dù nó đến từ đâu đi nữa. Tiếp đến là Nguyễn Hữu Vinh trích dẫn đoạn tin giả của trại vịt Thùy Trang Nguyễn với bình luận chửi bới ngoang ngoắt, vạch trần thủ đoạn phao tin của trại vịt. Mình thấy đoạn này giống như một nick trên mạng không rõ được hay cái, trong hay ngoài hàng ngày vẫn cứ tung tin bịa đặt, thật giả lẫn lộn trên, đưa dăm tin thật thì vài tin lập lờ, vài ba tin giả, cứ vớ được tin là đưa tin, thậm chí bịa đặt không ghê tay cho ly kỳ hấp dẫn. Thậm chí cách đưa tin cứ như đúng rồi, như ngồi ngay trên giường bệnh nhân, như đao phủ cầm gươm. Bọn dư luận viên phải gọi cỡ này bằng cụ. Trong phe tẩy chay trại vịt này, các giận chủ chỉ mặt đặt tên tung tích nhà vịt bầu Thùy Trang Nguyễn như sau. Những người theo dõi thông tin ở hải ngoại đều biết đó là một nhóm, chứ không phải một người. Nhóm này xuất thân từ Việt Len, chuyên môn cạo sửa Photoshop, cắt, dán, lắp ghép, xào nấu hình ảnh và tin tức thành những nồi lẩu vịt, đánh vào tâm lý thích chuyện giật gân của quần chúng để tung ra gây nhiễu, làm hoang mang dư luận. Về thủ đoạn tung tin vịt của Thùy Trang Nguyễn cũng được các giận chủ đúc kết. Bạch Tuộc, bác sĩ Thùy Trang Nguyễn ngày nào cũng tung lên những tin vịt có hai kiểu đưa tin, hoặc là bịa đặt hoàn toàn và bảo là nguồn tin nội bộ chẳng có ai kiểm chứng được, hoặc là theo đóm ăn tàn dựa theo những thông tin thật mà người khác đã đưa rồi thêm mắm muối vào, từ một phóng lên thành 100. Cái nick này đưa tin láo toét rất nhiều lần, nhưng vẫn có một đám đông cứ mù quáng share lại những tin vịt của nó. Có lẽ là do thói quen cứ thấy những tin tức nào giật gân và hợp với thị hiếu của mình thì share bất kể đúng sai. Hành động này vô cùng tai hại vì nó làm tổn hại uy tín của phong trào dân chủ Việt Nam. Công chúng sẽ chẳng còn thiện cảm với những người dân chủ nữa.
Bông Lau, người đưa tin, cũng dành tâm lý. Biết dân Việt ghét Tàu và thích Mỹ nên nguồn tin bị bí mật giúp Cộng sản Việt Nam đánh Tàu rất hot ăn khách, vô hình chung biến nhà nước Việt Cộng thành một chính quyền yêu nước và có chính nghĩa. Phe Trại Vịt và ủng hộ Trại Vịt cũng không hề kém cạnh. Thùy Trang Nguyễn ngay lập tức chụp mũ cối cho Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Anh Hùng là Cộng sản nằm vùng, dân chủ cuội, mặt dày ăn tiền, phá hoại phong trào dân chủ. Còn phe ủng hộ nhà Vịt Bầu thì tấn công lại phe Tẩy Chay với lập luận rằng những kẻ đang vận động vạch mặt dân chủ, vạch mặt chủ nhân trang Facebook Thùy Trang Nguyễn là kẻ ngây thơ hoặc đang lo lắng dùm cho nhà cầm quyền Cộng sản. Phe này nói rằng loan truyền tin vịt, tin láo là cách phủ nhận tin chính thức, không đáng tin và là cách hiệu quả để tố cáo chính quyền bưng bít thông tin. Thậm chí những kẻ này dẫn dắt câu nói bất hủ của Hitler dạy truyền thông nhồi sọ là nói một lần, hai lần không tin, nhưng nói đến triệu lần thì lại trở thành tin thật. Những kẻ này cùng với quan điểm nhà Vịt Bầu kia rằng làm bất cứ gì bất lợi cho Cộng sản thì dù là thủ đoạn gì cũng đều bất chấp. Chưa biết rằng cuộc chiến này phe nào thắng, phe nào bại, phe Tẩy Chay Trại Vịt đang ra sức chứng minh Trại Vịt này nguy hiểm hơn cả dư luận viên, là con bài cao cấp của ngành tuyên giáo Cộng sản. Còn phe ủng hộ Trại Vịt Thùy Trang Nguyễn say sưa ca tụng Trại Vịt đã khiến báo chí lề phải chạy theo đính chính bở hơi tai, đã quan tâm đến thông tin lề trái, theo dõi chính trị sôi động môi trường mạng. Đánh giá về đại chiến trong phe dân chủ này, Facebook Bao Bất Đồng cũng đã tổng kết như sau: quân đội ta và vị đại tướng đương kim trưởng bộ nên cảm ơn các nhà dân chủ đều và hàng ngàn cái đầu đặc quánh thuyết âm mưu nên cảm ơn. Vì có họ mà đang từ chỉ một chính khách thuần túy, ông bộ trưởng nghiễm nhiên trở thành một tướng quân thực thụ, uy quyền bí ẩn. Vì có họ mà một lần nữa, người ta thấy được cái uy, cái sự nhất quán, cái sự bảo mật của ngành quân đội tốt đến như thế nào. Vì có họ mà hàng ngàn cái đầu ảo đang đắm chìm trong thế giới dân chủ giả cầy, bỗng giật mình nhìn lại và giật mình định vị lại chính bản thân mình. Họ sẽ thấy rằng chỉ là đám gà vịt Azure không hơn không kém, và thế giới tự xưng trí thức dân chủ trên mạng chỉ là một đám nhãi nhép nuôi mãi không lớn, hổ lốn và rẻ rách. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động, trong